Lại về trong buổi chiều muộn ngày hôm nay là một mẫu xe mà ai nhìn cũng mê các bác ạ. Một mẫu thể thao đa dụng mà được thị trường Việt Nam đón nhận rất là nhiệt tình. Mẫu này thì nó là một mẫu hàng top của Honda rồi. Vâng, Honda CR-V 2017 đẹp, bản full 2.0 số tự động, xe đi rất là sướng luôn các bác ạ. 5 chỗ ngồi gầm cao, nhìn cứ tưởng tiền tỷ nhưng ai ngờ nó chỉ có hơn 600 thôi. Hơn 600 triệu là các bác đã có ngay được chiếc xe này rồi. Vâng. Và các bác nào trả góp thì các bác chỉ cần bỏ ra 300 là các bác đã sở hữu ngay được mẫu xe. Đấy, rộng rãi tiện nghi vô đối luôn. Em đang hạ cái hàng ghế thứ hai xuống ạ. Và các bác có thể nhìn cho em là cái không gian chở đồ của nó còn rộng hơn cả xe tải luôn. Vâng. Đúng là một mẫu xe xe gọi là nồi đồng cối đá, bền lành với thời gian. Và cái dòng Honda là một cái dòng xe rất là tiết kiệm nhiên liệu, đặc biệt là các bác biết Honda Airblade hay là Honda Way, nó chiếm cái tỷ số gọi là tỷ lệ mà xe ở đường Việt Nam như thế nào rồi. Xe Honda là một cái mẫu xe mà được gọi là vua thị trường rồi. Đấy, tôn này. Xe nó ngon như vậy mà. Vừa về cửa hàng em xong và em này thì bên em phải cử nhân viên vào tận trong Sài Gòn mới rước được em này về. Em này mang biển số Sài Gòn 51G43945. Nếu mà tính ra là toàn 9 nước rồi các bác ạ. Thần tài lại còn 9 nước nữa. Quá đẹp. Một chiếc xe một chủ từ mới luôn. Em này thì được sản xuất năm 2017 và đăng ký lần đầu tiên vào tháng 7 năm 2017. Nói chung là chất xe thì bao zin cho các bác toàn tập. Cam kết là không có lỗi. Và xe thì cam kết là không có đâm đụng ngập nước phạt nguội. Đấy. Form xe rất là đẹp, kiểu dáng trẻ trung năng động. Và chiếc xe thì mang màu đen, nội thất bên trong màu kem sáng, rất là tuyệt vời. 5 chỗ ngồi rộng rãi tiện nghi, vô lăng củ số nhẹ nhàng, trợ lái ABS đầy đủ, xe cứng và không có lỗi lầm. Các bác nhìn mặt catalan của chiếc xe đây ạ. Vâng, bên em thì có mua bán trao đổi xe trên toàn quốc nha. Các bác chỉ cần có xe điện thoại cho em thôi, em đến tận nhà thu mua cho các bác luôn. Logo Honda, đấy, logo này các bác nhìn này. Đấy, xịn sò, toàn bộ mặt catalan của xe lan hoa rõ ràng. Đấy, không có gãy vỡ, xe đẹp căng này. Sơn xi tôn vỏ căng đét luôn. Con này thì em quên chưa rửa. Mới về phi về gọi là hạ lồng cái là phi về đây ra review cho bác luôn. Vì xe mới nó hot lắm. Vâng, đấy, toàn bộ đèn xi nhan này. Đấy, đèn xi nhan, đèn bi cầu projector. Đấy, đèn pha hắt led sáng này. Đấy, cái này là toàn bộ đèn zin không có độ nhá. Nên là các bác yên tâm là không phải lo đăng kiểm hay gì cả. Đăng kiểm em này thì đến tháng 5 năm 2023. Cản dưới xe là sử dụng đèn gầm. Đấy, không lên bi nhưng mà đèn gầm rất sáng, ánh sáng phản chiếu rất rõ ràng. Đấy, mặt gọi là dán tem mạ vân carbon, rất là xịn sò luôn. Và xe này là xe một chủ từ mới nhá, biển Sài Gòn. Thế nên là các bác yên tâm là về là các bác cứ chỉ việc gọi là đi thôi, không phải làm gì. Xe rất là ngon luôn. Giấy tờ hồ sơ pháp lý chuẩn chỉ, rút hồ sơ rất là đơn giản luôn. Đấy, sơn xi căng đét này, tôn này. Rất là mỏng luôn các bác nhá. Tôn vỏ mỏng manh luôn. Xe cứng và không có lỗi lầm. Lốp Briton, lốp quả này là 2020. Chắc là nghe người ta bảo lốp Briton đi sướng nha bác, cái thay luôn. Vâng, con này là 2020. Lốp dày, lốp 225. Đấy, 65, la răng 17. Lốp dày như mới luôn. Vì con này 5 bánh mới được có 6 vạn thôi. Thành ra lốp dép dày khự luôn này. Đấy, la răng phay đẹp. Và la răng này là la răng 10 chấu nhá. Kiểu dáng rất là khu khoằm và thể thao. Các bác nhìn hộ em này. Xe này đi ít đến cái mức độ mà han của nó vẫn còn nguyên. Đây, cái han ở trong này. Đấy, các bác nhìn nhá, nó không bóng như những cái dòng xe khác. Nó han nó còn nguyên luôn. Đấy, han còn nguyên. Cua lốp này, sạch đẹp luôn này. Đấy, cua lốp đẹp căng luôn. Và không lỗi lầm nhá, cua lốp đẹp luôn này. Đấy, sơn này. Sơn zin. Sơn zin. Sơn zin, đấy, toàn bộ là sơn zin luôn nhá. Đấy, bề sơn cánh này các bác nhìn này. Đấy, sơn cánh nó đồng đều, sạch sẽ và không có lỗi luôn. Sơn cánh nhá. Xi nhan tích hợp trên gương chiếu hậu và gương chiếu hậu là có cụp xe điều khiển điện đầy đủ nhá các bác nhá. Gương chiếu hậu đầy đủ luôn. Tay nắm cửa ốp mạ chrome, khóa khiển thông minh, nhẹ nhàng. Úi giời, cửa đóng rất là nhẹ nhàng và chắc. Và các bác nhìn là chỉ keo con này thì bao zin, chỉ zin này. Đấy, các bác nhìn này, chỉ nó nguyên bản luôn này. Đấy, chỉ zin nguyên bản không mất một phân nào nhá. Tapi sạch, nhựa đẹp, căng đét luôn này. Kính điện lên xuống là hoạt động hoàn toàn nhẹ nhàng. Và con này lên rất là nhanh. Vì xe người ta đi ít chứ không phải là xe đi nhiều. Thế nên là kính điện là lên xuống rất là nhanh chóng luôn. Đấy, các bác thấy chưa? Vâng, lên xuống rất là nhanh chóng nhá. Xe ngon như thế này mà không mua thì hơi phí.
Hàng ghế thứ nhất thì là con này thì toàn bộ là sử dụng ghế da màu kem. Đấy, hàng ghế thứ nhất thì hai ghế trước là có cả túi khí an toàn. Đấy, túi khí an toàn rất là an toàn và toàn bộ da của nó là da zin nguyên lỗ, lỗ thoáng khí này. Đấy, da zin nguyên lỗ nhá. Và con này thì vô lăng tích hợp là túi khí an toàn này, tích hợp ga tự động này và tích hợp phím điều khiển menu bên này. Đấy, rất nhiều các cái chức năng cho cái màn hình ở giữa kìa. Đấy, màn hình ở giữa đấy ạ. Vâng. Đầu đài thì con này là có cái đầu hơi cổ tí, không có màn hình lắp thêm, nhưng mà đầu là đầu của nó là CD 6 đĩa. Điều hòa auto hai vùng riêng biệt và số tự động đây. Đấy, cần số tự động xịn sò. Đèn đổ start stop thông minh và em này thì có chế độ eco. Đấy, máy eco tiết kiệm nhiên liệu rồi. Rồi chế độ dừng đỗ chống trơn trượt. Các bác có thể nhìn là ốc này là còn nguyên dấu nhá, chưa có ra này. Ốc nguyên dấu luôn, nguyên bản luôn nhá, dấu còn dấu xanh luôn này, còn nguyên. Chưa có ra ốc một tí nào luôn. Đấy, xe rất là cứng luôn nhá, xe đẹp luôn này. Kể cả mặt đằng sau này. Đấy, các bác nhìn các cái con ốc này nó có dấu, dấu định danh luôn là không có tháo mở đấy. Ấu dấu ốc còn nguyên. Và đây, tem đây. Đấy, tem nhãn này còn nguyên này. Đấy, 2017. Một chiếc xe 2017 được sản xuất tại Việt Nam. Con này thì nói chung là chắc chắn, chất, cứng. Đấy, tapi sạch đẹp luôn này. Đấy, keo chỉ thì không cần phải nghĩ. Và đây là một dòng xe Nhật Bản nhập khẩu nhá, xe rất là cứng đẹp luôn. Đấy, và các bác có thể nhìn là hàng ghế đằng sau này. Đấy, hàng ghế đằng sau đây. Đấy, rộng rãi tiện lợi. Cái này là em hạ xuống rồi á, nên là các bác có một cái không gian để đồ cực kỳ là rộng tiện luôn nhá. Còn nếu mà gật lên, đấy, mình gạt lên thì là mình sẽ có một cái chỗ để đồ ngồi, chỗ ngồi rất là thoải mái và tự do, gia đình ngồi rất là yên tâm. Đấy, 5 chỗ ngồi gầm cao, xe đi rất là sướng luôn. Đây này, em để bên này, còn tí nó sang để bên kia sau. Đấy, bản lề ốc còn mới tinh này, các bác nhìn này, các cái bản lề nó còn mới tinh. Đấy, các móc khóa đấy ạ, vâng, móc khóa còn mới tinh. Đấy, xe là cam kết cho bác là chưa có ra cánh một tí nào luôn nhá. Con này được cái là đẹp, vâng. Đấy, cửa đóng nhẹ nhàng, máy êm thin thít. Đấy, đang nổ đấy, chứ không phải là không nổ đâu, đang nổ mà êm thi thầm luôn. Còn đây các bác nhìn này, lốp này, úi giời, lốp nó mới tinh như này rồi, dàn lốp thì mới tinh rồi, 2020 thay cả dàn. Hỏi bác chủ là sao bác để thay thì bác ấy bảo luôn là tao thích thì tao thay. Đúng là người có tiền được không ạ? Vâng, người có tiền bao giờ nó sướng đấy. Các bác nhìn hộ em cái phanh đĩa này, hàn rỉ. Cái này nó đi ít nó mới thế, chứ còn nếu mà đi nhiều nhá, phanh đĩa người ta bóng lừ cơ. Nhưng mà đúng là xe đi ít nhìn thích thật. Vâng, xe nó gần như là mới tinh các bác ạ. Vâng, gần như là mới tinh kính quang luôn. Em hạ cái cửa này xuống, cái form này là form 2017 thì nói chung ra với cái form đèn thì nó cũng tương đối là đẹp. Đây các bác nhìn này, có hơn 600 rồi các bác ạ, rẻ như cho luôn, hơn 600 triệu mà đấy là bên em mua từ Sài Gòn ra đây nhá. Và bây giờ là các bác không phải làm gì, các bác chỉ có việc là rút hồ sơ sang tên bấm biển thôi. Rút hồ sơ đợt này thì hồ sơ Sài Gòn thì các bác sẽ mất tầm khoảng 7 hôm. Đấy, cũng rất là, cũng hơi lâu một chút rồi các bác thông cảm. Còn đây, logo xịn sò, biển số rõ ràng. Đấy, cam lùi cho các bác luôn. Cửa mở này, ui giời, cửa mở điện rất là nhẹ nhàng. Con này thì không có đạp ga, đạp cửa mở đâu, mà cửa mở bằng tay thôi. Nhưng mà đấy, không gian đằng bên trong này rộng rãi này, sàn chống bẩn này. Ui giời, lốp sơ cua nó còn như thế này. Con này nhiều bác hỏi là lốp sơ cua thì ra chưa, em cũng đang nghiên cứu xem là nó ra chưa các bác ạ. Con này, ui giời ơi, lốp còn sơ cua còn chưa hạ, còn nguyên dấu này. Hạ rồi, hạ rồi, con này hạ rồi các bác ạ. Thấy xoải bắn găm vào đây, hạ rồi, hạ rồi, hạ rồi, nhưng mà trông như mới luôn. Đấy, đấy, kích lốp đồ này các thứ là có hết, không thiếu một cái gì. Đấy, cái chỗ để lốp này rộng rãi tiện lợi luôn. Đấy, xe ngon này mà không biết mua thì nó phí. Là xem là cái này có gạt được hay đấy, hay đấy. Thì, đây cái gạt ở bên này mình gạt phát cái là cái ghế này nó hạ xuống. Đúng là một mẫu xe công năng, úi giời, đấy, tự động hạ luôn. Đấy, bên này có cái, bên này cái nữa này. Đấy, bên này cái nữa. Đúng là hàng đa dụng của khác, tiện kinh khủng. Vãi, thực sự là quá tiện luôn các bác ạ. Máy êm thì thầm, xe ngon. Đấy, tôn vỏ sơn zin đét đèn đẹp cả xe. Vâng, và đây, lốp đây này. Con này em phải nói là đúng là lốp 2020. Con này là một dàn 2020 mới tinh mà. Vâng, đi ít, xe đi ít thực sự luôn nha các bác. Vâng, các bác nào mà thích xe zin, xe đi ít thì đây, con này là một ví dụ luôn này. Các bác đi con này thì quá yên tâm luôn, chỉ keo bao zin từng con ốc nhá. Sơn zin còn nguyên, xe cứng vô cùng luôn.
Mỗi tội là mức giá nó là 639 triệu đồng. Đấy, 639 triệu đồng. Đấy, có một cái mức giá mà nhiều người nghe thì cứ giật mình, ui sao đắt thế. Nhưng mà nói thật các bác, thế làm gì có cái giá thấp hơn đâu. Vâng, đấy, toàn cao hơn thôi. Chỗ em là dốc thấp lắm rồi. Đây, em hạ xuống luôn này. Hạ xuống. Đấy, chả được đấy. Vâng, nói chung là hay đấy. Thôi em cứ hạ thế, tí nữa tính sau. Em này thì nói chung là một chiếc xe đa dụng rất là tuyệt vời. Rộng rãi, tiện nghi. Đấy. Các bác đi những cái dòng này thì rất là yên tâm, không phải nghĩ ngợi gì luôn. Đấy. Đây, xem cánh nha. Đấy, ốc dấu này nó còn nguyên này. Đấy, ốc cánh. Xe rất là cứng luôn các bác nhá. Ốc dấu trên này cũng thế này. Đấy, các bác nhìn các cái ốc dấu nó màu xanh này. Đấy, màu xanh còn nguyên. Màu xanh còn nguyên bản luôn. Đấy. Rất đẹp. Úi giời, sơn tồn thì thôi rồi. Nói chung là dòng này thì bao zin toàn tập cho các bác cũng được. Vâng, thực sự là một chiếc xe 6 vạn nhưng mà đẹp như mới luôn. Thời tiết hôm nay bắt đầu tối dần rồi. Xe vừa về xong, em review như thế này thì các bác nào mà không thấy rõ, các bác có thể là điện thoại cho em. Em sẽ gửi ảnh chi tiết của chiếc xe này cho các bác. Vâng, đây này, cho các bác xem gầm này. Gầm này. Đấy, các bác nhìn gầm này. Mới tinh 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 luôn. Gầm này thì không phải bàn. Các bác cứ nhìn nữa. Vâng, đấy, không phải bàn luôn. Gầm cực đẹp luôn. Máy em nổ thì thầm luôn này. Vô lăng lái nhẹ nhàng. Đó, khâu da xịn xò. Đấy, các bác nhìn này, vô lăng khâu da của nó mới tinh luôn. Tất cả các cái cụm phím này nó còn gần như là mới tinh, không hề có mòn lì một tí nào. Kể cả ngay cái phần tay nắm cần số ở đây các bác nhìn. Mới tinh luôn. Đấy. Thực sự là một chiếc xe quá tuyệt vời luôn. Các bác ra khoang máy cùng em với các bác mới thấy hay cơ. Con này máy của nó zin từng con ốc. Vâng. Máy còn nguyên bản. Đây các bác nhỉ. Em này thì có mỗi một cái điểm trừ, đó là khoang máy là chiếc xe này là vẫn sử dụng chống cơ, không phải là sử dụng ti thủy lực. Đấy, khoang máy các bác nhìn hộ em ạ. Vâng, ốc zin từng con luôn này. Dấu còn nguyên này. Đấy, dấu còn nguyên nhá. Tất cả các cái con ốc này dấu còn nguyên luôn. Kể cả cái cụm phía đầu là cái cụm phía hồi khí này. Đấy, hồi khí có thể gọi là đấy, hồi khí bên dưới này. Hay là cụm bên đằng này cũng thế này. Đấy các bác nhìn nhá. Nó còn nguyên luôn. Và cái động cơ của con xe này nó 2.0 nhưng máy nó rất là nhỏ. Nhỏ hơn rất nhiều so với các cái động cơ khác của ví dụ như Innova, Toyota, Fortuner hay đó. Máy của cái dòng xe này công nghệ rất là nhỏ luôn, VTEC công nghệ thế hệ sau. Đấy, rất nhỏ nhá. Nên là các bác yên tâm là không phải nghĩ. Đấy, ốc zin từng con ốc luôn này. Máy ngon thì tự bao cam kết là không có hơi thừa. Em không cần phải trình bày riêng có khoản hơi thừa là các bác không phải nghĩ. Đấy. Ốc cabo chưa ra, chỉ keo bao zin, còn nguyên ngay tấm cao su chống ồn này. Còn nguyên luôn. Đấy. Các bác về đi những cái dòng xe này thì rất là yên tâm. Tai đèn tai rằng của xe này nó không có gãy vỡ gì cả. Đấy, đầu rằng các thứ nó còn nguyên. Xe cứng và cam kết các bác là không có lỗi lầm nhá, không đâm va tai nạn ngập nước. Bác nào mà có con xe ngon như thế này, kể cả em nói luôn 2017 mà các bác xe các bác được giữ được như thế này thì các bác xem xe các bác được bao nhiêu tiền. Vâng, chắc chắn là không có cái giá dưới 650 đâu ạ. Và chiếc xe này em đang bán với giá chỉ có 639 triệu đồng thôi. Đấy, xe ngon mà giá thì rẻ như cho luôn. Các bác nào mà có xe thì alo ngay cho em Vũ Duy ô tô nhá. Vâng, em thu mua xe trên toàn quốc. Đấy. Kể cả 650 thì em mua về em bán 670 thôi. Mình lãi 20. Nhưng mà lãi 20 chứ lãi không được 10 triệu đâu ạ. Vâng, còn bến bãi thì chi phí đi lại, riêng cái vận chuyển từ trong Sài Gòn ra đến đây, chiếc xe này nó đã mất 6 triệu rồi. Đấy, đẹp như thế này. Phải thật các bác, không mua thì mua cái gì giờ. Tất cả các cái phần phím vô lăng các thứ này nó đẹp luột là luôn đấy ạ. Mới tinh luôn. Các cái cụm phím này này. Đấy, kể cả tay nắm cần số các bác nhìn này. Nó mới thế này mà. Vâng, xe rất là ngon và nói chung là chả có lỗi gì. Đấy, bác nào mà yêu thì alo cho em nhá. À, cam hành trình không thiếu luôn này. Đấy, trần này, úi xà, trần con này thì khỏi bàn. Đây trần này. Đấy, trần ý nó đẹp như này. Đấy, các bác nhìn nhá, đẹp như mới luôn. Thật sự là một chiếc xe lướt 6 vạn mà như là mới tinh. Đấy, cảm ơn các bác nhá. Và bác nào mà yêu thì alo cho em. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo với Vũ Duy ô tô, chuyên các chiếc xe giá rẻ cho mọi nhà. Vũ Duy ô tô, nơi khách hàng gửi chọn niềm tin.